Xin chào các bạn và quý anh chị, chào mừng các bạn và quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Dầu Tràm Con Yêu. Ở clip lần trước thì mình đã chia sẻ về việc dầu tràm có hàng sử dụng hay không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một vấn đề rất thú vị. Một cách sử dụng dầu tràm được rất nhiều ông bố bà mẹ khi dùng dầu tràm áp dụng cho bé. Đó là cách pha nước tắm cho bé bằng dầu tràm. Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu khi mà pha nước tắm cho bé bằng dầu tràm á, thì có những công dụng gì nha các bạn. Thứ nhất là giúp giữ ấm cho cơ thể bé. Thứ hai là trong dầu tràm có thành phần alpha tocopherol. Thành phần này giúp làm sạch da, hạn chế các bệnh về da cho bé. Thứ ba thì sau khi tắm cho bé bằng dầu tràm á, thì mùi thơm của dầu tràm giúp bé thư giãn và thoải mái hơn. Trên đây là ba công dụng chủ yếu mà khi các bạn dùng dầu tràm pha với nước để tắm cho bé, các bạn có thể áp dụng ngay để tắm cho bé nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha nước với dầu tràm dùng để tắm cho bé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị hai thau nước. Bởi vì một thau nước có dầu tràm thì chúng ta không nên dùng để gội đầu hoặc là lau mặt cho bé. Vì như thế sẽ làm đôi mắt của bé bị khó chịu. Chính vì vậy chúng ta nên gội đầu cho bé hoặc là lau vùng mặt bằng một thau nước sạch, không có pha gì trong đó. Tiếp theo là cách pha dầu tràm để tắm cho bé. Chúng ta lấy từ 7 tới 10 giọt dầu tràm pha với khoảng 10 lít nước ấm. Sau khi đã chuẩn bị xong hai thau nước thì các bạn nên để ý thau nào đã pha dầu tràm để tránh nhầm lẫn. Chúng ta dùng thau nước sạch để gội đầu và rửa mặt cho bé. Sau đó thì dùng thau nước có pha dầu tràm để tắm cho cơ thể bé. Một điều nữa các bạn cần nên lưu ý là sau khi tắm cho bé bằng nước có pha dầu tràm rồi thì không cần phải tắm lại bằng nước sạch. Bởi vì dầu tràm nguyên chất được sản xuất 100% từ thiên nhiên nên sẽ không gây nhớt, rít hay là nóng rát khó chịu cho da bé. Nhân đây thì mình cũng xin trả lời thắc mắc của một số bạn. Đó là sau khi tắm cho bé bằng nước có pha dầu tràm á, thì có cảm giác da bé nhờn rít. Thì mình xin trả lời rằng là sản phẩm mà bạn đang sử dụng á, không phải là dầu tràm nguyên chất. Điều này không chỉ làm da bé có cảm giác nhờn rít mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bé nữa. Thì nếu mà gặp tình trạng như vậy á, thì các bạn nên ngưng và không sử dụng loại sản phẩm đó nữa. Trên đây là những chia sẻ của mình về cách pha nước tắm cho bé bằng dầu tràm. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like, một share và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh. Mọi vấn đề còn thắc mắc xin mời các bạn liên hệ đến hotline 0903 015 315 hoặc nhắn tin đến fanpage Dầu Tràm Con Yêu để được đội ngũ nhân viên của Dầu Tràm Con Yêu hỗ trợ trực tiếp nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ. Đặt mua online ngay tại dầu tràm con yêu.com. Chọn dầu tràm con yêu, mẹ vui, bé khỏe.